Rồi mỗi bạn nói một lời rồi nha. Vắn tắt thôi để cho mọi người khác cùng nói. Rồi con được tên gì? Dạ con chào cha và chào cộng đoàn. Con là Maria Chu Thị Thu Thảo. Con được 40 tuổi. Con được ơn là con bị khối u chèn dây thần kinh dưới chân con á. Con bị này là gần 4 tháng. Tới khi con đi khám bệnh á, thì bác sĩ nói con là con khối u ác tính. Có con khám bệnh ở bệnh viện Đại học Y Dược thành phố thì bác sĩ nói con là bị khối u ác tính, có tế bào ung thư. Bác sĩ nói con là phải lên ca mổ. Con không mổ, con mới lên cầu lòng thương xót Chúa và xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Và bác sĩ cho con uống thuốc cho tới nay, sáng nay con đi xét nghiệm lại á, thì bác sĩ nói con là tế bào ung thư của cô nó đã không phát triển và cô sẽ trở thành khối u lành, không phải mổ nữa. Giờ chỉ cần uống thuốc. Dạ, khối u của con nằm chèn dây thần kinh chân. Hallelujah. Chúa đã biến đổi cái ác thành cái lành. Nhiều người lên đây làm chứng là như vậy, cứ gọi trời khối u ác, tôi bảo an tâm đi, cầu nguyện đi, rồi Chúa biến đổi sự dữ thành sự lành, khối u ác thành khối u lành. Ngày hôm nay Chúa vẫn đang thực hiện những phép lạ biến hình như vậy nhiều lắm. Thì anh chị em cho tặng cho con. Con được ơn. Dạ con làm chứng cho chồng con là chồng con mất ngủ mấy năm, uống bao nhiêu là thuốc cũng không có hết. Tới khi mà nghe được lòng thương xót Chúa, vợ chồng con lay lên cầu xin. Và nay là chồng con được ăn được, ngủ được, không cần phải một viên thuốc nào. Đờ ơn cho con gái của con á, thì con của con nay được 7 tuổi. Mà từ hồi sinh cháu ra cho tới lúc 7 tuổi thì lúc nào cháu đi cầu thì lúc nào cũng ra máu đỏ tươi hết. Mà vợ chồng con đi bao nhiêu là bệnh viện, bao nhiêu bác sĩ thì cứ nói là cháu bị bón rồi đi cầu ra máu chứ không bị bệnh gì. Mà bao nhiêu thuốc cũng không hết. Tới lúc con đưa con của con lên cha đặt tay và nhờ cộng đoàn cầu thương xót Chúa thì con của con giờ không còn đi cầu ra máu nữa. Tới giờ mà đi bón cỡ nào cũng không ra một giọt máu nào. Hallelujah. Rồi cho tặng luôn cái cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa nha. Vị tông đồ thứ 7, tông đồ thứ 8. Con chào cha cùng cộng đoàn. Con là Anna Nguyễn.